Hôm nay tôi xin phép được trao đổi với các quý đồng nghiệp một cái chủ đề, chủ điểm đó là tiến bộ trong điều trị ung thư đại trực tràng. Trong đó, đối với cái chuyên môn phẫu thuật của tôi thì đó là về phẫu thuật nội soi. Thì bài trình bày của tôi nói về phẫu thuật nội soi đối với điều trị ung thư đại tràng. Thì thứ nhất, thì như thầy Bách vừa có trao đổi với chúng ta, thì cái tỷ lệ mắc ung thư đại trực tràng nói chung trong trên toàn thế giới theo số liệu thống kê của GlobalCan năm 2020, nó đứng thứ ba về tỷ lệ mắc đối với cho đánh giá trên toàn bộ các ung thư, với tỷ lệ khoảng gần 2 triệu người mắc trong năm 2020. Và trong đó tỷ lệ tử vong thì nó đứng hàng thứ hai với khoảng độ hơn 900.000 người trên toàn thế giới. Vậy thì tại Việt Nam thì sao? Với tỷ lệ dân số rơi vào đâu đó quãng khoảng gần 98 triệu người theo số liệu năm 2020, thì tỷ lệ mắc ung thư đại trực tràng ở nước ta là đạt con số khoảng hơn 16.500 người mắc, chiếm tỷ lệ khoảng 9% trong tổng số các loại ung thư. Và đây vẫn là một con số rất là đáng báo động đối với một cái đất nước đang phát triển như Việt Nam. Về số ca mắc cũng như số ca tử vong cho thấy một điều, gánh nặng ung thư vẫn đang là một cái mối lo trên toàn cầu. Về mặt nguyên nhân dẫn đến cái tỷ lệ này, có mấy nguyên nhân chính. Thứ nhất, đó là sự già hóa của dân số. Chúng ta biết được là ung thư nói chung, ung thư đại tràng nói riêng thì tuổi càng cao, nguy cơ mắc càng lớn. Thế bởi vậy, cái tình trạng già hóa dân số sẽ kéo theo việc là tỷ lệ mắc ngày càng tăng lên. Thứ hai, một cái tình trạng đó là tỷ lệ hút thuốc, tình trạng béo phì, lười vận động, cũng như là tăng tỷ lệ uống rượu, đặc biệt là ở thanh thiếu niên, ở cái độ tuổi trẻ tuổi, tiếp xúc thường xuyên với cả những cái tác nhân độc hại như thuốc lá, như rượu, làm tăng tỷ lệ mắc ung thư đại tràng. Tiếp theo nữa, đó là việc tiếp xúc với các cái tác nhân sinh ung thư, tác nhân về hóa chất, về tia bức xạ và tác nhân về sinh học như là vi khuẩn HP, virus viêm gan B, viêm gan C, vân vân. Về tỷ lệ tử vong tại Hoa Kỳ nói chung, theo thời gian từ những thập kỷ từ năm 2000 trở về trước, thì cái tỷ lệ tử vong đâu đó nó rơi vào khoảng 250.000 người trên 250 trên tổng số 100.000 dân. Và cho đến nay thì con số mơ ước trong đến từ năm đây từ nay đến năm 2030 thì nó chỉ chúng ta sẽ cố gắng giảm xuống cái tỷ lệ này, nó chỉ còn khoảng độ hơn 100 trên 100.000 dân thôi. Và giúp mang lại rất là nhiều hy vọng cho người bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư đại tràng. Quay trở lại với chủ đề là phẫu thuật nội soi để điều trị ung thư đại tràng, thì ngược trở lại về mặt lịch sử, từ năm 1992, phẫu thuật viên tác giả Jacob là người đầu tiên tiến hành cắt đại tràng phải nội soi tại Mỹ. Và từ đó tới nay thì phẫu thuật nội soi ung thư đại tràng đã được áp dụng và được triển khai rộng khắp trên tất cả các trung tâm trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Ở thời điểm này thì các nghiên cứu đa trung tâm đối với một số lượng lớn bệnh ung thư đã cho kết quả tương đương về mặt ung thư học so với phương pháp mổ mở. Về chỉ định lựa chọn phương pháp phẫu thuật đối với phẫu thuật nội soi đó là gì? Đối với phẫu thuật cắt đại tràng phải, chúng tôi chỉ định cho những trường hợp nào, trong trường hợp tổn thương ung thư đại tràng nằm ở vị trí ở manh tràng, đoạn đại tràng lên, đại tràng góc gan và nửa phải của đoạn đại tràng ngang, với cái giai đoạn bệnh là T3 trở xuống và chưa có di căn sang các cái tạng kế cận. Thứ hai, rất quan trọng đó là phẫu thuật viên phải được đào tạo và về phẫu thuật nội soi, đặc biệt là phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải. Trước đó thì phẫu thuật viên phải có kinh nghiệm về điều trị mổ mở đối với phẫu thuật đại tràng phải. Và điều cuối cùng đó là cơ sở y tế, các trang thiết bị, dụng cụ thì phải được chuẩn bị sẵn sàng cho phẫu thuật này. Về chỉ định phẫu thuật đại tràng trái cũng như vậy, chúng tôi chỉ định cho những trường hợp ung thư đại tràng góc lách, đại tràng trái, đại tràng ngang bên trái và đối với giai đoạn từ T3 trở xuống. Đại tràng sigma và trực tràng thì chúng tôi chỉ định cho những trường hợp mà u ở vị trí đại tràng sigma hoặc là đoạn nối với trực tràng. Và một số những trường hợp khác chúng tôi có thể mở rộng chỉ định đó là những trường hợp mà polyp ung thư hóa hoặc thậm chí có trường hợp là xoắn đại tràng sigma. Đối với trường hợp cắt toàn bộ đại tràng thì chúng tôi chỉ định cho những trường hợp nào, đối với trường hợp là hai ổ ung thư, ví dụ ung thư ở đoạn đại tràng phải và đoạn đại tràng trái đồng thì chúng tôi có thể chỉ định cắt toàn bộ đại tràng. Những trường hợp mà viêm đại trực tràng chảy máu có thể hiện các cái dấu hiệu thoái hóa, và đặc biệt nữa hay được chỉ định nhiều nhất trong trường hợp mà bệnh lý đa polyp di truyền
yếu tố di truyền, đa polyp di truyền, yếu tố gia đình, polypose. Trong đó thì trực tràng, đoạn trực tràng ít nhất là đoạn trực tràng thấp vẫn còn nguyên vẹn. Có một số các chống chỉ định đối với phẫu thuật nội soi ung thư đại tràng ở đây, ví dụ như trường hợp thể trạng bệnh nhân quá yếu hoặc là có cái bệnh kèm theo tiên lượng rất là nặng, ung thư đã có di căn xa, di căn vào các tạng kế cận, đặc biệt là di căn phúc mạc. Về các yêu cầu và điều kiện trong cái quá trong cái quy trình điều trị phẫu thuật nội soi này là gì? Đối với quy trình yêu cầu điều trị phẫu thuật đó là phải áp dụng tốt các kỹ thuật, phải có kỹ thuật làm hộp nhân tạo, phải có kỹ thuật cắt đoạn đại tràng, đóng đầu dưới, đưa đầu trên ra làm hộp nhân tạo, phẫu thuật cắt nửa đại tràng mổ mở, và phải nắm được các cái tai biến, biến chứng trong mổ mở lẫn mổ nội soi. Phải có xét nghiệm, phải có bệnh lý để đánh giá được bản chất tổn thương, đánh giá bà giai đoạn bệnh, để tiết lượng và bước đầu tư vấn để điều trị bổ trợ cho người bệnh. Và cơ sở phải có điều kiện phát triển các kỹ thuật cao như là kỹ thuật cắt đoạn đại tràng phải, trái, cắt toàn bộ đại tràng qua nội soi. Và con người cũng phải được đào tạo bài bản, đầy đủ phương tiện, kỹ thuật gây mê, hồi sức để triển khai phẫu thuật nội soi. Tiếp theo nữa, điều kiện về mặt nhân lực, đây là điều kiện quan trọng nhất, là bác sĩ về ngoại khoa nói chung, ngoại khoa chung hoặc phải chuyên sâu về ngoại tiêu hóa, các kỹ thuật viên, các bác sĩ gây mê hồi sức, các dụng cụ viên cũng phải được đào tạo về phẫu thuật nội soi. Về điều kiện cơ sở vật chất, bao gồm có phòng mổ, phòng hồi tỉnh, phòng hồi sức tích cực và phòng điều trị hậu phẫu. Sau đây tôi đi vào quy trình điều trị phẫu thuật nội soi ung thư đại tràng. Yêu cầu là nắm được cái cách thức chuẩn bị người bệnh trước mổ, bao gồm hồi sức, và thảo luận với các bác sĩ gây mê để có lựa chọn phương pháp gây mê, gây tê phù hợp nhất. Nắm được các cái thì cơ bản của phẫu thuật, các tai biến có thể xảy ra trong, sau phẫu thuật và những cái nguyên tắc xử lý nếu tai biến có xảy ra. Chuẩn bị trước mổ, bệnh nhân cần phải được hồi sức trước mổ, bao gồm nâng cao thể trạng, bồi phụ nước điện giải, thụt tháo, chuẩn bị đại tràng trước mổ. Lựa chọn phương pháp gây mê, có thể gây mê nội khí quản hay là gây mê bằng mát thanh quản, mê tĩnh mạch, gây tê ngoài màng cứng, tùy thuộc vào thể trạng người bệnh và điều kiện của gây mê tại cơ sở y tế. Phải đặt sông dạ dày trước, tránh hiện tượng trào ngược dịch dạ dày vào đường hô hấp trong quá trình mổ, và đặt sông bằng quang. Tư thế người bệnh, đối với các đại tràng phải nội soi, hôm nay tôi xin phép, do thời lượng của chương trình có hạn, tôi sẽ chỉ nói tập trung về phẫu thuật cắt nửa đại tràng phải nội soi mà thôi. Đó là bệnh nhân nằm ngửa, tay trái thì khép dọc theo thân người, tay phải thì bệnh nhân có thể dạng 90 độ hoặc cũng có thể khép. Hai chân thì có thể dạng hoặc là có thể không dạng. Phẫu thuật viên chính thường là đứng bên trái người bệnh vì cái vùng chúng ta phẫu thuật là nằm ở bên phải. Người phụ 1 thì đứng ở cùng bên và đứng ở bên trái của phẫu thuật viên, phụ 2 thì sẽ đứng ở bên phải. Về tư thế của các đại tràng trái thì đảo ngược một chút so với các đại tràng phải. Nói chung là tư thế cũng tạo thuận lợi nhất cho phẫu thuật viên trong quá trình thao tác để phẫu tích gỡ cái đoạn đại tràng mà chúng ta cần cắt đi. Về quy trình cắt nửa đại tràng phải nội soi thì một, đặt troca. Chúng ta đặt 4 troca, thông thường chúng ta sẽ đặt 4 troca, có thể là đặt thêm troca thứ 5 hỗ trợ trong cái quá trình phẫu tích. Nhưng thường bệnh viện ca chúng tôi thực hiện kỹ thuật dựa vào 4 troca. Troca thứ nhất là troca để đặt camera thì thường sẽ nằm ở lỗ rốn. Số 2 thì troca 5mm ở đường giữa, ở gần trên xương mu. Số 3 là đặt ở bên trái, ngang với gai trội sức trên và giao với bờ ngoài của cơ thẳng to bên trái. Troca thứ 4 là troca 10 là chúng ta để có thể đặt stapler, chúng ta đặt các cái clip thì nằm ở bên trên đường trắng giữa, nằm giữa troca ở rốn và troca ở vùng mũi ức. Thì hai là thăm dò đánh giá tổn thương và các cái tạng trong ổ bụng, đánh giá xem có dịch axit không, có nhân di căn phúc mạc hay chưa, ở tại các vị trí nào, vòm hoành, mạc tôn trái, mạc tôn phải, mạc treo ruột, đục la, mạc nối lớn, mạc treo ruột non, vân vân, để loại trừ các cái chống chỉ định trong trường hợp mà đã có di căn xa rồi. Thứ hai là thám sát toàn bộ bề mặt gan, gan có đều không, có sơ không, có bị tình trạng nhiễm mỡ không, đặc biệt là có nhân di căn gan hay chưa, tình trạng của túi mật, của cuống gan đã có hạch hay chưa. Đánh giá tiếp theo nữa, đánh giá về khối u nguyên phát, kích thước của khối u, mức độ dị ứng khối u,
và mức độ xâm lấn của u đã xâm lấn ra các cái thành phần xung quanh hay chưa. Nếu như u xâm lấn ra thanh mạc, chúng ta vẫn có thể cố gắng làm được nội soi. Tuy nhiên, nếu như u đã xâm lấn vào các tạng kế cận, như xâm lấn vào tá tràng, như tụy, niệu quản, thận, thì bắt buộc phải dừng cái công tác phẫu thuật mổ nội soi lại, thăm dò các cái tạng khác như là dạ dày, ruột non, như lách. Và đặc biệt là chúng ta phải thám sát toàn bộ khung đại tràng, vì có khoảng 8% những trường hợp ung thư đại tràng là có tổn thương đồng thì, tức là có thể có cả tổn thương đại tràng phải lẫn đại tràng trái hoặc là các đại tràng còn lại. Do vậy là mặc dù là chúng ta đã định vị được là ca mổ sẽ tiến hành trên đoạn đại tràng phải, thì tuy nhiên chúng ta cũng không thể bỏ sót những cái tổn thương ở những cái vùng khác có thể chúng ta đã có nội soi trước đó. Tuy nhiên biết đâu đó trong cái quá trình nội soi thì có thể những cái tổn thương nhỏ cũng có thể bị bỏ qua. Quy trình tiếp theo thì thứ ba là giải phóng đoạn đại tràng phải. Để thực hiện giải phóng đại tràng phải thì cần phải bộc lộ bằng cách là cho bệnh nhân nằm ở thế đầu cao lên và nghiêng trái khoảng 20 độ. Chúng ta sẽ dùng các cái panh kẹp không có răng để đưa màng nội lớn lên trên và đẩy tất cả ruột non sang bên trái và xuống dưới. Tiếp tục dùng panh không răng để cặp vào đoạn đại tràng lên. Giao điện sẽ mở và phúc mạc giữa đại tràng lên và thành bụng sau ở mạc tôn bên phải. Đường mở phúc mạc sẽ đi xuống dưới phía manh tràng, đi vào trong chỗ bám của mạc treo ruột non, đoạn cuối của hồi tràng và thành bụng sau. Đường mở phúc mạc đi lên trên đến chỗ đoạn đại tràng gốc gan và đi vào trong dọc chỗ bám của mạc treo đại tràng ngang bên phải. Đây là cái hình ảnh gợi ý cho cái phẫu thuật nội soi cắt nửa đại tràng phải như tôi vừa mới trình bày. Tiếp theo là đại tràng phải và mạc treo đại tràng phải sẽ được giải phóng khỏi thành bụng sau cho đến sát với bờ phải của tĩnh mạch mạc treo tràng trên, tách mạc treo và tách đại tràng phải ra khỏi tá tràng và ra khỏi đầu tụy. Thì thứ tư là chúng ta tiến hành thắt các động mạch, thắt động mạch đại tràng phải và thắt các động mạch hồi manh đại tràng, mở phúc mạc ở mặt trước sát chỗ chia của bó mạch đại tràng phải và bó mạch hồi manh đại tràng từ bó mạch chính là bó mạch mạc treo tràng trên, thắt các cái mạch này sát gốc bằng stapler hoặc là bằng clip hemolock. Ở viện ca chúng tôi thông thường hay sử dụng clip hemolock và cắt mạc treo đại tràng phải sát dọc với bờ phải của tĩnh mạch mạc treo tràng trên. Tiếp theo là mở nhỏ để đưa đoạn đại tràng phải ra bên ngoài để cắt và làm miệng nối. Thì cái thì này chúng tôi hiện nay chúng tôi đã thay đổi bằng cách chúng tôi tiến hành hoàn toàn trong cơ thể. Tuy nhiên nếu như mới thực hiện kỹ thuật thì chúng tôi sẽ thực hiện bằng cách là đưa toàn bộ đoạn đại tràng ra bên ngoài và thực hiện miệng nối ở bên ngoài. Nó có hai lý do chính. Lý do thứ nhất là chúng ta có thể tiết kiệm được ít nhất là hai băng đạn stapler. Chúng ta có thể thực hiện miệng nối ngoài cơ thể, có thể khâu bằng tay, bằng chỉ, thay cho vì việc chúng ta dùng stapler. Nếu chúng ta thực hiện miệng nối trong cơ thể thì tiết kiệm được hai stapler và cũng tiết kiệm được kinh tế cho người bệnh. Thứ hai nữa là chúng tôi cũng thực hiện ở bên ngoài để đảm bảo kiểm soát tốt miệng nối, nhất là đối với những phẫu thuật viên mới bước đầu đi vào phẫu thuật nội soi cắt ngừa đại tràng qua nội soi. Vậy thì chúng tôi sẽ trao đổi ở đây với các quý đồng nghiệp về cái quy trình là thực hiện miệng nối ngoài cơ thể. Đó là chúng tôi có rạch một đường nhỏ khoảng độ 4-5 cm ở đường giữa trên rốn, từ troca rốn trở lên trên, và bọc vết mổ với cái toan vải. Và ở đây chúng tôi hay dùng cái surgical sleeve hay còn gọi là cái drip để bọc vết mổ để tránh hiện tượng là rơi vãi cái tế bào ung thư, nhất là trong quá trình đưa cái đoạn đại tràng phải có u lên trên thành bụng. Cắt cái đoạn đại tràng ngang, đoạn cuối hồi tràng và đoạn đại tràng ngang cách cái vị trí hồi manh tràng khoảng 15 cm. Chúng ta kiểm tra hai đầu ruột để sao cho mạch máu đã được nuôi dưỡng thật tốt, và đóng hai đầu ruột lại, có thể bằng stapler, cũng có thể là bằng miệng nối khâu bằng chỉ. Nối đoạn đại tràng ngang và ruột non bên, thường chúng ta thực hiện miệng nối bên, hai lớp bằng chỉ tiêu Vicrin hoặc là chỉ tiêu đơn sợi 30 hoặc 40. Và những phẫu thuật viên mà có kinh nghiệm thì các thầy có thể thực hiện miệng nối là miệng nối tận bên hoặc là tận tận. Tiếp theo chúng tôi sẽ đẩy lại cái miệng nối đã thực hiện vào trong cơ thể. Trước đó thì được đóng các lỗ mạc treo để tránh hiện tượng thoát vị nội sau này. Kiểm tra diện phẫu tích
bằng cách là bơm hơi kiểm tra lại toàn bộ cái diện mục tích, cầm máu tốt, xếp lại ruột và đặt một cái dẫn lưu ở vị trí rãnh đại tràng phải và đóng vết mổ và khâu lỗ choca lại. Như vậy là quy trình cắt đại tràng phải đã hoàn tất. Trên đây là tôi vừa có chia sẻ với các quý đồng nghiệp về cái quy trình phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải tại bệnh viện ca chúng tôi. Quy trình cắt đại tràng trái cũng như đại tràng chậu hông, đại tràng sigma thì cũng gần tương tự với quy trình cắt đại tràng phải. Do thời hạn của chương trình có hạn, do vậy tôi xin phép được trình bày cái bài của tôi chỉ tập trung vào đại tràng phải, vì đây là kỹ thuật tương đối là đơn giản và có thể thực hiện được ở tất cả những cơ sở y tế có điều kiện về phẫu thuật nội soi. Xin chân thành cảm ơn các quý đồng nghiệp đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn.